Thì trên đến đây thì con nhớ rằng các lần kia Đức Tổng Giám Mục Phu Thiên Sinh cũng đang giảng bài về tiên tri Châu Nam đang sắp hối, và con voi, con cá voi đang nuốt ngài. Thì bỗng nhiên có một chân ở khán giả thì có người đưa tay hỏi rằng: thưa Đức Tổng, vậy sao ngài biết được là con voi đã nuốt được tiên tri Châu Nam và là không chết? Thì thế vậy thì Đức Tổng Phu Thiên Sinh cũng nói là: khi tôi lên thiên đàng thì tôi sẽ hỏi thắng Châu Nam rằng tại sao ngài nuốt mà không con voi nuốt mà cá voi nuốt mà không chết. Thì cũng như cái người này cũng không chịu thua. Vậy nếu mà thắng tiên tri Châu Nam không ở trên thiên đàng thì sao? Thì Phu Thiên Sinh nói rằng: vậy ăn hỏi thắng Châu Nam đi. Nghĩa là xuống thẳng được rồi. Thì đây cho chúng ta thấy rằng đánh Châu Na, thương thi Châu Na cũng đã giảm. Và các người thành Ninive đã ăn năn sám hối, cầu nguyện và đã bỏ đường tội lỗi. Và qua đó Chúa đã tha thứ cho cả dân. Ở đây cho chúng ta cũng thấy rằng sự ăn năn sám hối và là gì? Là sự hoán cải, là thay đổi cuộc sống của thần. Mỗi người chúng ta đến nơi đây cũng ước ao được rằng chúng ta như thành Ninive được hoán cải, được thay đổi cuộc sống của chúng ta một phần nào đó. Con chắc chắn vậy. Nếu không chúng ta đến nơi đây để làm gì? Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa đúng, nhưng mà chúng ta cần phải hoán cải đời sống của chúng ta nhiều lắm. Nhiều lần chúng ta cần hoán cải. Điều thứ nhất rằng chúng ta, nhất là trong năm mới này, chúng ta nhiều khi chúng ta có những bài hồi xưa cũng vậy, có nhiều bài trong trường thì dẫn đi chùa để cho vui. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta bắt cá hai tay, lúc thì đi xin những cái quẻ hay là này kia, thì chúng ta thấy vậy chúng ta chưa hẳn tin tưởng vào Thiên Chúa. Và chúng ta bỏ những cái bụi thần đó đi để chúng ta biết thờ phượng Thiên Chúa, và một cách đó chúng ta hoán cải đời sống của chúng ta, thay đổi cuộc sống của chúng ta. Vì Thiên Chúa nói rằng trong cựu ước, Thiên Chúa là ghen tương, là không muốn ai thương người nào khác cả ngoài Thiên Chúa. Và chúng ta chính vì thế chúng ta đến ở đây để chúng ta thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa, và một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta đừng nên bắt cá hai tay, và cứ là một cách này chúng ta cũng đừng đi những nơi khác, và chúng ta tin tưởng vào Thiên Chúa là được, và phó thác vào Thiên Chúa là chúng ta được Thiên Chúa tiếp tục dẫn dắt đời sống của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta, đó là khi chúng ta nhiều khi chúng ta phê bình anh em dễ phê bình, nhưng mà chúng ta quên đi nhìn đến chính cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhìn người này người kia, chúng ta chỉ ngón tay, nhưng chúng ta lại quên đi nhìn lại chính mình. Và điều đó cho chúng ta nhắc lại, chúng ta phải nhìn lại đời sống của chúng ta để chúng ta thấy rằng con người chúng ta chính là con người cần sự thay đổi, cần sự ăn năn sám hối để trở về với Chúa. Và đó cũng là mục đích Chúa Giêsu rao giảng lời phúc âm hôm nay, để mọi người chúng ta được có sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta. Và kế tiếp chúng ta nhiều thay đổi của cách của chúng ta được khiêm nhường hơn trong cuộc sống của chúng ta. Hay là qua thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta đi sớm hơn, đi sớm về trễ, chứ đừng đi trễ và về sớm. Để chúng ta nhiều khi chúng ta dành thời gian cho Chúa mà chúng ta tính toán rất là nhiều, nhưng Thiên Chúa thì lại không bao giờ, lại sẽ quên những tội lỗi của chúng ta, quên những lỗi lầm của chúng ta, để Ngài luôn luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Vậy bài đọc cho chúng ta cũng thấy như vậy. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta rằng khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ thì các ngài lập tức các ngài bỏ lưới để mà theo Chúa Giêsu, từ bỏ mà theo Chúa chắc chắn rất là khó, và muốn rằng từ bỏ mọi sự để theo Chúa còn lại khó hơn nữa. Làm sao để cần có sự yêu thương và có sự phó thác vào Thiên Chúa? Làm sao các ngài có thể sẵn sàng bỏ đi để mà theo Thiên Chúa, mà phó thác vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu, và dường như là các ngài mới biết Chúa Giêsu thôi? Và đây cho chúng ta thấy sự phó thác và Chúa Giêsu qua các môn đệ, qua các tông đồ. Và hôm nay cũng vậy, Chúa Giêsu muốn nói với người chúng ta đừng gắn bó vào của cả một thế gian, nhưng chúng ta từ bỏ để theo Chúa.
Thì khi chúng ta có gắn bó rồi rất nhiều thì chúng ta khó từ bỏ lắm. Con hồi xưa thì khi bắt đầu đi tu thì 17 tuổi thì trong backpack của con thì có 10 đồng thôi, cho nên có lẽ chính vì vậy nó con dễ đi tu hơn. Chính vì vậy thì không lo gì cả, chỉ nhà dòng lo cho hết, dường như cũng chẳng biết chắc là gì cả, lo cho ăn cho uống cho ở, đó là đủ rồi. Đời sống của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta gắn bó vào rất là nhiều cuộc đời của trần gian thì như chúng ta khó bỏ đi. Nhưng Chúa Giêsu mời bỏ mỗi người chúng ta làm môn đệ, làm phong độ của Ngài, chúng ta đừng gắn bó nhiều những cuộc đời của thế gian. Và Thánh Phaolô cũng nói rằng những người mua sắm hãy ăn ở như không có gì. Những người mua sắm, những ai không biết ai thích mua sắm mà mua sắm mà ăn ở như không có gì nữa, thì cái đó thì nhiều khi chúng ta có lần thì có chị cũng chia sẻ là thích nghe câu này lắm. Tại vì sao? Thì thích đi shopping mà dường như là không có gì, lại về mở tủ áo ra tuy là có trăm cái áo quần áo nhưng mà lại không biết mặc gì cả, xong rồi lại để đi mua lại mua sắm nữa. Thì chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô nhắc nhở cho mỗi người chúng ta cũng đừng gắn bó những người mua sắm nhưng ăn ở không có gì, nghĩa là đừng quan trọng hóa những cái việc mà những cái điều mà chúng ta đang có trong cuộc đời thế gian này. Vậy để sống hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trước hết hãy ăn năn sám hối, nghĩa là thay đổi cuộc sống của chúng ta để chúng ta được sống thuận hòa, yêu thương, tức là trong gia đình hơn, để chúng ta yêu mến nhau hơn. Có lần kia thì con đi ăn ở tiệm kia thì có chị cũng nói rằng cha phó, tại sao cha phó cứ giảng bắt nhạc các bà vợ này, nào nói là lương tử rồi là sư tử này kia, xong rồi nói vậy, xong rồi con nhìn qua cái bên ông chồng kim ra con đang nói thì đó biết rồi đó. Nhưng chúng ta đời sống hôm nay mời bỏ mỗi người chúng ta hãy yêu thương nhau hơn, hãy bỏ qua, hãy đừng so đo nhau những cái điều mà trong cuộc sống của chúng ta, nhất là trong đời sống gia đình, để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy nghe lời Chúa hôm nay mời gọi những người chúng ta từ bỏ và ăn năn sám hối. Đó là điều kiện mà Chúa Giêsu mời gọi những người chúng ta làm môn đệ của Ngài, và từ bỏ những cái sự kiêu căng, từ bỏ sự nóng giận, cái nóng sự la mắng con cái, vợ chồng, hay là nhiều khi chúng ta nóng giận, chúng ta ra xe khi lễ về chúng ta đợi 1-2 giây mà chúng ta bóp cò, chúng ta không muốn đợi nhau, nhường nhịn nhau. Nhưng chúng ta, Thiên Chúa luôn luôn nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, nhất là trong Chúa Nhật này, cho mỗi người chúng ta làm môn đệ của Chúa trước hết phải thay đổi, phải sự ăn năn sám hối, và thứ hai phải từ bỏ để chúng ta tiếp tục làm môn đệ của Chúa mỗi ngày một hơn. Mỗi người anh chị em chúng ta con thấy đến nơi đây, anh chị em sốt sắng để mỗi người chúng ta đều muốn được nên thắng mỗi ngày một hơn. Không ai muốn xa Chúa cả, mỗi người chúng ta muốn gần với Chúa ngày hôm nay. Thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, thay tâm hồn, thay trí não của chúng ta, thay cái suy tư tưởng của chúng ta, để chúng ta luôn luôn hướng về Chúa, yêu mến anh chị em, và chúng ta biết nhường nhịn yêu thương nhau, và qua đó thật sự không mất mát gì, nhưng mà Chúa sẽ trả công cho chúng ta. Các ngài, các môn đệ của Ngài đã từ bỏ, và có cái từ bỏ đó không có thể nào so sánh những cái phần thưởng mà Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta bỏ nhiều thì chúng ta sẽ phần thưởng chúng ta gấp bội, gấp trăm lần đời này lẫn đời sau. Để xin Chúa cho mỗi người chúng ta theo chân Chúa, biết tiếp tục bước chân theo Ngài, để chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến chị em hơn trong cuộc sống của chúng ta. So for the young brother and sister today, Jesus tells us that in order to follow Him, you are called to be repentant and also to surrender all your property in order to follow Him. And today, Jesus calls to change our heart and change our mind. We can do that so many things by especially change our heart. Placing God always first in our lives, and through that we always love God, and through that we always follow God. And being a disciple of Jesus Christ today, especially today, is very, very difficult,
It's challenging. It's very challenging. It's good. It's good because we know that Jesus is the way, the truth, and the life. And so, in order to be a disciple of Jesus Christ, we must surrender to the earthly possession, to the earthly temptation, in order to follow Jesus Christ. I know it's not easy. This is why we hear each Sunday that we want to pray, to ask God, that please God help me in order to fight these temptations in life. And when we compare the things that we surrender and the thing that we get a reward in the next life, can never be compared, because God will reward us tremendously, especially 100 times, 1,000 times. So God called each one of us to surrender to Him in this mess and offer to Him your life, so that each day you will be a disciple of our Lord Jesus Christ. Oh,
phải hiến thân mỗi vì tình yêu, Chúa phải hạ mình để cùng với con bước qua biên giới. Chúa ơi, theo Chúa con được chi? Con dâng thân cho Chúa con được gì? Được đắm trăm ngàn lần nơi Chúa. Hãy subscribe.
chúng cài các thánh đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lỡ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển tình sáng ngang. Chúng con đã hoàn sự từ ta nghe. Lạy nâng thanh trai tìm đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trai tìm cực thanh cực tịnh rất thanh đức bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thanh du xe là bạn thanh sạch đức bà Maria, trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bình an, cầu cho chúng con. Các thanh từ đào nước Việt Nam, cầu cho